Hello, dạ em xin mến chào quý vị. Chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Channel. Lời nói đầu tiên xin cho em được mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui nha quý vị. Ngày hôm nay em xin phép được gửi đến cho quý vị một cái câu chuyện ngắn. Câu chuyện này á, mình nói là khỏe mà dùng sức, yếu thì dùng mưu nha các bạn. Yếu thì mình dùng mưu chứ không phải dùng mưu nha. Dùng mưu là không được đâu nha. Thì đây là một cái câu chuyện rất là hay và hào hứng. Em cũng sưu tầm được. Em xin phép được gửi đến cho quý vị. Câu chuyện có nội dung như sau. Quý vị thư giãn với em nha quý vị. Thì hồi xưa đó, mình nghe nói là chồng già vợ trẻ đó thì nó kỳ kỳ. Nhưng ngày nay thì xã hội phát triển rồi, cái chuyện chồng già vợ trẻ là nó bình thường thôi. Thì cái câu chuyện này nó xảy ra ở một cái gia đình này. Có một cái ông cụ này, năm nay ổng 70 tuổi rồi đó. Thì ổng hồi xuân, ổng muốn cưới thêm một cái cô vợ, tại vì vợ của ổng mất lâu rồi đó. Thì con cái cũng lớn, cũng có công việc ổn định rồi, có cháu nội cháu ngoại hết trơn à đó. Thì tụi nó có hạnh phúc của nó, thì mình cũng phải tìm hạnh phúc cho mình. Thế là ổng muốn cưới một cái cô vợ, tại vì gia đình ông này giàu có lắm, cho nên là muốn cưới một cô vợ trẻ để nở mày nở mặt với mấy thằng bạn già của mình. Nó biết mình có con vợ trẻ rồi á hả, trời ơi tụi nó hả, nhìn tụi nó chảy nước miếng luôn. Thế là ổng mới đi cưới một cái cô gái này ở dưới quê á quý vị đó. Thì cái cô này á, nhà cổ nghèo đó, ba má đông, thành thử ra là cổ mới đồng ý lấy cái ông này đó. Cô này thì đến với ổng là vì tiền, tại thấy ổng giàu quá, mình mà lấy ông này thì chuột xa hủ nếp, khỏi cần làm gì hết, làm bà chủ luôn. Còn ông này thì ổng sở hữu nhiều cái cơ sở lắm, ổng là tổng giám đốc của một cái dãy cửa hàng, thành thử ra là ổng muốn cưới vợ trẻ đẹp, chứ tuổi của ổng 70 bây giờ còn lấy con vợ 70 thì làm ăn gì được nữa, đúng không quý vị? Cho nên là ổng muốn có một cô vợ trẻ để khi mình nhìn con vợ mình là mình thấy yêu đời, mình thấy mình trẻ trung giống như con vợ của mình. Cho nên là ổng mới gặp một cái cô này và bắt đầu là muốn cưới, dọ cưới làm vợ. Thì cái cô này cũng đồng ý. Thì một bên là đến vì tình, một bên đến vì tiền, thì cũng vừa ăn lắm. Thành thử ra hai người cũng làm đám cưới, cũng rước dâu, làm đám cưới lớn lắm quý vị. Nhiều người bạn của anh này, ông này nói trời ơi, ông già rồi lớn tuổi mà lấy con vợ trẻ măng mới 20 tuổi ngon dữ ta. Thì tới khi mà đám cưới xong xuôi rồi thì bắt đầu hai chồng này á, là cũng phải trải qua cái đêm động phòng, giống như là cái đêm đầu tiên mà nó đầy coi như kịch tính luôn. Mà những cặp vợ chồng khác thì người ta trải qua rất là bình thường đó, tại vì người ta tuổi bằng nhau đó, hoặc là chênh lệch có một chút à. Còn cái này á, một ông chồng thì 70, cô vợ thì 20, liệu rằng cái đêm động phòng của họ đó có suôn sẻ hay không. Thì khi mà đám cưới diễn ra xong thì tới tối hôm đó đó là chuẩn bị là làm chuyện ấy, là đêm đầu tiên. Người ta nói là khi mình trẻ đó thì nhiệt huyết mình nó nhiều, khi mình cứng tuổi một chút á thì nhiệt huyết nó bớt lại, mà khi lớn tuổi quá rồi thì nhiệt huyết nó dạng như nó lên rồi nó xìu lên xìu vậy đó. Cho nên đó là cũng nỗi khổ khó nói của rất là nhiều cánh mày râu. Thì ông cụ này á, cũng giống như những người đàn ông khác vậy đó, cho nên là ổng, người ta nói là khỏe thì dùng sức, yếu thì dùng mưu. Dùng mưu chứ không phải dùng mưu nha quý vị. Dùng mưu là chết luôn á. Thì tối hôm đó đó là ổng cũng, cái cô vợ của ổng cũng như là chuẩn bị sẵn sàng leo lên giường để chuẩn bị đi ngủ. Thì ổng mới nhìn cô vợ của ổng, ổng mới giơ năm ngón tay lên vậy nè. Thì cái cô vợ cổ mới hoảng hồn, cổ mới nói trời ơi, anh ơi, anh giờ lớn tuổi rồi, anh 70 tuổi rồi mà anh còn khỏe dữ vậy. Trời ơi, anh muốn làm 5 cái luôn hả? Cái anh ông 70 tuổi rồi nè, ông chồng ổng lắc đầu, ổng nói không. Ủa sao anh giơ năm ngón tay? Thì anh đòi làm 5 cái chứ gì nữa. Không không, ý của anh nói giơ năm ngón tay đây á, là anh muốn hỏi em chọn ngón nào trong năm cái ngón này nè. Chọn ngón nào chứ không phải là 5 cái. Cười muốn xỉu quý vị ơi, xin chào quý vị nha.